Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hình ảnh hạnh phúc hiếm hoi của Mai Phương khi mang bầu được bên Phùng Ngọc Huy khiến dân mạng xót xa. Trên một trang về showbiz vừa chia sẻ những hình ảnh quý giá với nụ cười hạnh phúc rạng rỡ của nữ diễn viên quá cố bên cạnh người đàn ông mà cô yêu. Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời, công chúng dồn sự chú ý vào vấn đề ai sẽ bảo hộ bé La Vi và người yêu cũ của cô là Phùng Ngọc Huy sẽ cư xử ra sao để con gái không thiệt thòi. Nhiều thông tin không chính thức nhưng lan truyền khắp mạng xã hội. Một bộ phận cư dân mạng đã vội vàng chỉ trích Phùng Ngọc Huy vì cho rằng anh bội bạc với Mai Phương. Tuy nhiên, sau đó nam ca sĩ đã dập tan mọi tin đồn bằng việc lên tiếng xác nhận sẽ làm mọi cách để nuôi dạy bé La Vi nên người. Mới đây, trên một trang mạng chuyên về showbiz gây bất ngờ khi tiết lộ về chuyện tình cảm của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương cùng hình ảnh hạnh phúc hiếm hoi của cả hai. Theo người này, khi Mai Phương mang thai, Phùng Ngọc Huy vẫn chăm sóc và làm tròn trách nhiệm của người cha. Đi kèm là hình ảnh hiếm hoi khi Mai Phương mang bầu chụp cùng với Phùng Ngọc Huy. Khuôn mặt cả hai rạng ngời hạnh phúc khi được lên trước bố mẹ. Có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc quý hiếm mà khán giả được thấy trọn vẹn ở gia đình họ. Hình ảnh hạnh phúc này giờ chỉ còn là dĩ vãng đẹp nhưng đầy tiếc nuối cho người hâm mộ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.